Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đang phải chuẩn bị máy để lên hàng mới ấy. Thì con máy ở đây mình phải chuẩn bị thì mình tiện mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết về con máy khuy này nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách tạo bài này, rồi hướng dẫn xem bài này mình sẽ chạy những cái loại mẫu nào rồi kích thước nó như nào ra làm sao nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phải cái bài của nó thì mình sẽ vào một cái để mình hướng dẫn cho các bạn. Đây có mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tạo bài mới nhé. Này mình các bạn cứ vào bên trên này, các bạn đẩy mũi tên này lên nhé, để mình sẽ hướng dẫn. Đây các bạn nhìn chưa, mình nó đang hiện tại là cái máy này nó đang có đến 16 bài rồi đúng không? Thì mình có muốn chọn bài nữa hay không ấy, thì mình ấn nâu này để nó đòi hỏi mình là xem có muốn tạo bài nữa hay không ấy, thì mình sẽ bấm sang bài 17 này đúng không. Đây mình tiện tức là máy của mình ấy, chạy thì thông dụng cho để cho công nhân họ hay dùng ấy, thì mình sẽ ở đây nó cứ có bài 1 2 3 4 5 ấy, thì thường thường như vậy thì mình hay để những cái bài nó thấp ấy. Thì tiện có ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tạo cái bài sửa từ cái bài số 3 này đi nhá. Mình sẽ vào bài này mẫu này. Ở đây nó là cái mẫu may nhá. Thì các bạn để ý này, nhìn này. Đây là mẫu đầu nó vuông vuông kiểu như này nhá. Còn bên trên này là đầu tròn này. Bên dưới này nó là hình răng cưa bên trên này. Dưới cả hai đầu này. Đây nó có rất nhiều mẫu may này. Có mười mấy mẫu ấy, 12 mẫu thì phải này. Đúng rồi, 12 mẫu này các bạn này. Nhưng mà ít khi mình dùng á, tại thường thường như cái đặc thù của mỗi loại mặt hàng ấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh cái loại mẫu đầu tiên này nhá. Loại mẫu thứ nhất này mình hay dùng này. Đấy là mẫu may này để mình chọn này. Tiếp theo này. Đây là cái chiều dài cắt vải ấy. Có những cái loại mặt hàng nó để ra là tầm khoảng 10 ly ấy. Nhưng mà có những cái loại mặt hàng nó lại để lên 17 cơ. Thì bây giờ mình mặt hàng này thì nó yêu cầu là lên đến 17 ấy, thì mình sẽ chỉnh lên cho các bạn xem nhé. Thì mình nó yêu cầu là chiều dài là cắt vải ấy, là 12.5. Đây S03 này nó là cái chiều rộng của rãnh này. Tại vì lập bài mới thì các bạn cứ để nó về 0 đi. Rồi còn bao nhiêu thì mình chỉnh nhé. Mình cứ lập bài mới thì mình cứ để về 0 đi. Còn khi nào mà vào hàng ấy thì nếu mà chém bờ thì mình sẽ cho nó to lên. Còn nếu mà khi mà nó sơ vải ấy thì mình sẽ giảm nó xuống nhá. Mình lập bài mới mình cứ để về 0 đi. Còn cái này là chiều rãnh đường này thì mình thường thường như là các loại mặt hàng mình hay để là 1.9 nhá. Còn tỷ lệ 100% này thì cái có sẵn rồi. Đây là cái khoảng cách tại phần song song ấy, tại vì trên một cái con khuy ấy, nó là cái khoảng cách của nó là bao nhiêu ấy, ví dụ như là nó tầm khoảng 120 mũi ấy, thì cái độ rãnh hở của nó như nào ấy, thì thường thường mình cứ để là cứ tầm khoảng 2.5 nhá, còn khi nào mà để mình căn theo cái mũi chỉ nữa ấy. Cái này là chiều dài của đường rích rắc kín ấy, cái đường bờ đầu trên và đầu dưới ấy, mình cứ hay để là 1.4 1.5. Thì con nó tùy theo là thêm là cái độ dài của con khuy nữa, các bạn hiểu không? Đây cái các bạn ý lưu ý này, đây là cái chiều dài của đường rích rắc kín này, đây là cái đây này, hai đường rích rắc kín này, đây là cái đường rích rắc thứ nhất này, còn đây là đường rích rắc thứ hai này. Cái đường rích rắc này ấy, nó hay để là tùy theo cái độ của chiều dài con khuy nữa ấy. Nhưng mà thường thường mình cứ hay để là 1.5 nhá. Mình cứ cho hết lên 1.5 để còn khi nào mình chỉnh căn theo cái con khuy ấy. Mà các bạn cứ bảo rích rắc kín thì có thể bạn không hiểu, nhưng mà các bạn cứ bảo đầu thắt con khuy như nào thì nó là như vậy ấy. Còn đây là bù chiều rộng này thì cứ lập bài mới thì các bạn cứ cho về 0 hết đi. Cái này là cái khoảng cách của cái phần may ấy.
Thì cái này là cái zig zag kín này thì là cái đầu thắt đấy, thì là nó độ dày chỉ hay thưa chỉ của nó như nào đấy. Thì mình cứ hay để là 0.25 225 này. Tiếp theo là cái độ độ hở của cái khi mà cái con dao nó chém xong ấy, thì cái là độ hở nó nhiều hay ít ấy. Thì mình cái này thì mình cứ lập bài xong rồi là mình cắt vải xong, chém vải xong thì mình sẽ xem cái độ hở của nó như nào để mình chỉnh nhá, tăng lên hay giảm xuống nhá. Đây là đường may đôi hay là may đơn nhá, may một lần hay là may hai lần cái con khuy đấy, này một hay hai lần đấy. Bài này thì mình chạy một lần thôi thì mình cứ để chạy một lần nhá. Còn đây là cái S3034 này là cái nó hỏi là có lược hay không ấy. Thì bài này đây bạn nhìn sang, vừa nãy là không lược này đúng không, bài mới nó sẽ không có lược. Tiếp này lược một lần này, lược hai lần này, ba lần này, bạn nhìn chưa. Nên ít khi là nó lược nhiều như vậy lắm, thì thường thường là chỉ lược một lần cùng lắm là đến hai lần nữa là nhiều rồi các bạn. Đây mình để lược cho bạn xem nhé, này chạy lược này. Còn cái 35 này ấy, thì là cái khoảng cách của đường may lược ấy, như kiểu cái độ dày thưa của cái đường lược ấy, thì tiêu chuẩn của nó lập ra nó là bài 4.0 rồi, mình cứ để vậy nhé. Còn đây là chiều dài của đường may lược ấy, chiều dài đường lăn, cái đoạn lăn đầu tiên ấy, các bạn nhớ không? Đây là khoảng cách con lăn ấy, là giống như kiểu là cái độ dày thưa mũi chỉ ấy các bạn. Đây cũng vậy nhá, S04 này thường các bạn cứ để nguyên như bài mẫu đi, xong rồi khi nào mà vào cứ lập những cái bài mà mới nó để sẵn cái mặc định của cái thông số nó như nào thì các bạn đầu tiên thì các bạn cứ để vậy đi. Xong rồi khi nào vào con quy như nào thì mình sẽ yêu cầu nó ra sao thì mình sẽ chỉnh nhá. Đây các bạn lưu ý là cái phần S044 này, cái này là cái tốc độ của đường lược ấy, thì các bạn đừng muốn để cao để thấp thì các bạn để nhá. Mình thì hay để nó tầm khoảng 2000 ấy, tầm đấy. Còn đây là cái độ căng chỉ của cái phần của bờ bên trái nhá. S51 này này. S52 thì là cái phần độ căng chỉ ở bên phải nhá. Đây các bạn nhìn này. Còn cái S55 này thì là cái độ căng chỉ của cái bờ trên ấy, bờ thứ nhất đấy. Còn S56 này thì là ở cái bờ độ căng chỉ của bờ thứ hai nhá, cái bờ dưới ấy, bờ dưới bên khuy ấy. Đây, đây là cái khi mà bắt đầu may cái mũi kim thứ nhất ấy, là cái độ căng chỉ nó ở S57 nhá. Đây. Còn phần lược này thì là khi các bạn chạy ấy, thì độ căng chỉ của nó bao nhiêu thì các bạn để nhá. Thường thường như nếu mà mình hay để với hay mặc định của nó thì nó sẽ mình hay để nó tầm khoảng 50 đến đến 80 nhá. Tùy theo cái độ chỉ dày thưa à, chỉ độ chỉ to tích bao nhiêu ấy. Còn đây là cái độ đường may số mũi may đầu tiên ấy, khi bắt đầu may ấy, để cái S62 này ấy, thì nó là cái số mũi chỉ khi bắt đầu tiên vào may ấy, các bạn tưởng tượng như là cái đầu tiên vào là nó sẽ phải bắt giữa chỉ trên và chỉ dưới, thì con này là cái chỗ số đường may khít của nó ấy, để nó bắt mũi chỉ đầu tiên ấy. Nên con này có thể là các bạn có thể chỉnh nó để bù trừ cái mũi chỉ của con khuy đấy. Còn cái phần S68 này thì là cái số đường may khít để nó buộc chặt cái mũi con khuy vào ấy, để trước khi cắt đấy thì nó là ở S68 này ấy. Đây các bạn này, chuyển động dao cắt này thì cái đấy không ấy. Còn cái phần S84 này thì nó là cái tốc độ của khi mà cái bài mình chạy nhá. Để áp lực chân vịt này thì cũng quan trọng phết đấy các bạn. Này. Mình chạy thử cho các bạn xem nhé.
bạn nhìn là đây 168 mũi này, đây mình đo đây nó lên đến 1/8 rồi, các bạn nhìn hình dung chưa? Thì mình đó là mình lập ra như vậy, nó là 1/7 cơ, nhưng mà vừa đấy mình bây giờ mình vào mình chỉnh cho các bạn xem nhé. Này các bạn sẽ giảm cái đầu đường cái bờ hai đầu thắt đây nhá, mình giảm đi một chút thì nó sẽ ngắn lại ấy. Với thứ hai là cái giảm cái này thì nó cũng, nếu mà mình chỉnh nhiều thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ dài mũi chỉ, nhưng mà nó không đáng kể đâu. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn để tiện, đây mình chỉnh luôn cho các bạn xem cái phần mà khi mà mình tắt đường lược. Vừa đấy mình bật đường lược nhá, bây giờ mình sẽ tắt đường lược đi cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn này, bây giờ mình tắt đường lược đi này, mình chạy cho các bạn xem này, nó lại giảm xuống còn 147 mũi này, các bạn nhìn ra nó chạy luôn chứ nó không cần phải có đường lược nữa này. Đây nhá, 147 mũi nhá. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó cho các bạn xem để nó giảm mũi chỉ đi nhá, như nào nhá. Đây các bạn này, tại cái khoảng cách phần song song đấy, cái phần S07 này, mình sẽ tăng nó lên này, tăng lên là 300 nhá. Với cái phần đường dích tắc kín này mình cho lên đến 275 này. Các bạn nhìn là vừa nãy nó là 147, bây giờ nó còn giảm xuống còn 125 mũi này. Đấy, mũi chỉ nó đã thưa ra rồi. Đấy là mình, các bạn khi mà yêu cầu của hàng nó chỉnh ra là đòi hỏi là cái mũi chỉ nó cố định ở mức bao nhiêu thì mình sẽ vào chỉnh nhé. Thêm phần đấy là mình sẽ chỉnh cái phần bờ cắt vải như này á. Nếu mà nó chém về bên bờ thứ nhất nhiều thì các bạn tăng nó lên nhé. Và nó cái bờ thứ hai nó khoảng cách nó hở nó nhiều thì các bạn lại giảm đi nhé. Đây các bạn này. Đây này các bạn này, đồ thứ nhất là mình sẽ tăng lên nhé. Đồ thứ hai mình sẽ giảm đi này. Giảm đi như này thì nó cũng sẽ thay đổi đến mũi chỉ nhé, thay đổi đến 1 đến 2 mũi đấy. Này nếu như này là nó đã chém, mình giảm đi rồi nhưng mà nó chém vẫn tương đối sát đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem một cách nữa là để mình sẽ chỉnh về cái phần này mình đỡ đi nhiều, mình vào M này, vào 1 này, kéo lên này. Đây các bạn nhìn này, cái kích thước dao cắt vải này, bây giờ nó đang để 12.2 này thì mình sẽ giảm đi nhá. Tại vì mình chạy tùy theo ra là ví dụ như con dao 3/8 hoặc là con dao 1/2 ấy thì mình sẽ lựa theo cái kích thước để mình chỉnh nhá. Đây các bạn có một cách khác để chỉnh cái bờ con dao là các bạn vào cái phần U18 này, vào M này xong rồi vào mục 1 ấy, các bạn vào U18 các bạn chỉnh tăng lên rồi giảm xuống nhé. Nếu mà nó chém nhiều ấy, chém sát quá thì các bạn giảm nó xuống nhé, để nó chém ít đi nhé, và nó độ hở nó nhiều thì các bạn tăng nó lên nhé. Đấy. Đây mình chạy các bạn xem này. Đây, nó đã giả độ hở nó đã tăng lên rồi này. Đây mình có những cái bài nó của yêu cầu may ấy, là họ sẽ phải yêu cầu là chạy khuy 2 lần đấy, thì mình sẽ phải vào cái mục này mình chạy mình chỉnh này. Đây các bạn nhìn này, đây là chạy 1 lần này, thì bây giờ nó sẽ yêu cầu là chạy 2 lần thì mình sẽ chỉnh lên thành nhân 2 thì sẽ là chạy 2 lần nhé. Đây các bạn nhìn này. Đây nó ở bên ngoài nó hiển thị lên là nhân 2 này. Các bạn nhìn ra nó chạy được 1 lần này, lại chạy thêm 1 lần nữa này. Đây các bạn nhìn con khuy, bờ khuy rất là bự luôn. Đây các bạn nhìn xem nào. Đây, bờ khuy rất là bự luôn. Đấy mình hướng dẫn cho các bạn qua về các mục của cái tạo bài mới rồi. Để các bạn ví dụ như đây mình chỉ hướng dẫn cho những cái anh em nào mà mới sử dụng thôi, chứ còn bác nào mà chuyên rồi thì các bạn thông cảm nhé. Chứ không các bạn lại chê là
giới thiệu nó những cái lìu tìu như này nhá. Vâng, để sang khi nào mình gặp những trường hợp khác ấy mà thì mình sẽ những cái vấn đề nó hay hơn thì mình sẽ lại giới thiệu đến các bạn nhé.